Xin chào mọi người. Thì video này á, là mình nói về vấn đề mà thay mặt của máy in Canon MF643CDW của mình ha. Giờ sau một thời gian sử dụng thì mình thấy là nó báo là lỗi hết mực của cái mực màu đen, nên mình đã có hai ý định. Một là mình phải mua một cây mực mới. Hai á, là mình sẽ nạp mực vô. Và mình có tham khảo qua một số quá trình nạp mực á, thì mình thấy á, là vấn đề nạp mực khi mà chúng ta làm tự làm mà không cẩn thận á thì nó vẫn có những cái hạt bụi mực nó dính khắp xung quanh, rồi nó dễ dính vô người mình nữa. Vì mình nghĩ á, là nếu chúng ta không hút bụi, không làm vệ sinh sạch sẽ thì khi chúng ta đưa vô nó vận hành máy á, thì những cái hạt bụi mực á, nó dễ bám bên trong máy, thì mình sợ nó sẽ ảnh hưởng bên trong máy rất nhiều. Và nếu mà mình đưa ra ngoài á thì ở đây không hiểu tại sao họ lại báo một cái mức giá mà mình thấy là sao ta cũng hơi không hợp lý. Và mình đã quyết định là mình sẽ mua một cây mực mới. Thì trong quá trình mình thấy là mua mực á thì mình thấy là họ bán rất nhiều loại luôn và nhiều hãng khác nhau. Trong đó thì mình thấy có một cái hãng nó tên là Star In nè, giá thành phải nói là bình dân, được nhiều cái chứng chỉ như thế này đó, nhìn thấy cũng đặc biệt ha. Do cái này quá trình vận chuyển mình mua từ Hà Nội vô nên nó hơi mớp đó. Và trong đây á nó được một cái là nó ghi in rõ ra những loại máy in nào luôn, trong đó có cái dòng máy của mình nè, MF643CDW, và mình đã nhắn tin mình hỏi shop thì shop cũng nói là dòng này xài cho máy này được, nên mình đã đặt mua một hộp máy này để thay cho hộp mực của mình. Và vấn đề này mình thấy á, là bình thường á, một cái cây mực bình thường chỉ xài được 1.000 máy thôi, mà không hiểu sao shop đăng thông tin là thấy xài 2.000 máy. Thì dưới góc độ mình thì 2.000 máy mà giá này thì khá rẻ, nên bây giờ muốn xác định có xài 2.000 máy hay không chỉ có thể xài thử mới biết. Còn mình thì đây là mới xài lần đầu thôi, nên có gì nếu mà sắp tới xài hết mực hay sao đó thì mình sẽ báo lại cho mọi người ở dưới cái video này. Còn chủ yếu thì dưới góc độ của mình á thì xài được 1.000 là mình mừng rồi, không có đòi hỏi mực xài nhiều đâu. Đây nè, sau khi mở ra thì mình thấy có một bịch là chống ẩm ha. Đây, cây mực được đóng gói thế này nha. Ồ, màu đen á, của mình mua là màu đen á, tại màu đen là mau hết hơn những màu khác. Hết rồi, không có giấy hướng dẫn sử dụng hay cái gì cả. Được bọc trong một cái bao ni lông màu vàng thế này ha. Mình sẽ mở ra xé thử coi thử nè. Còn ở đây là báo của mình nè, Calex là đã hết rồi nè. Cái dòng này á, nó khó một cái là khi chúng ta xài xong á thì cũng phải thay chip luôn. Đó, nếu mà tự thay mực á thì phải mua thêm con chip nữa. Còn chúng ta mua cây mực mới thì nó có sẵn chip trên đây luôn nè. Đó, mọi người thấy không? Chip bên góc phải nè. Rồi chúng ta đưa vô chúng ta xài thôi. Đó, đây là hình dạng cái cây mực của mình nói nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra ha để coi nó có khác gì cái cây mực của mình đang xài không. Đây, đây là cây mực chính hãng của Canon mình đang xài đây nè. Đó. Hình dáng á thì mình thấy là cái này nó hệ thống nó làm kiểu như đơn giản hơn so với cái hàng Canon. Ha. Đây nè, đó cái góc độ nè, mình thấy là khác biệt nhiều luôn á. Cây nông á có cảm giác là cầm nó nặng hơn ha. Ở đây chắc có lỗ nạp mực nhanh nữa nè. Đây là seal của cái hộp mực ha. Này, đó mở ra để chúng ta gắn vô. Kéo không? À, phải kéo ra để nó lấy mực ha. Còn như hai cái này là cái niêm phong nè. Đó, mình thấy là niêm phong ha. Rồi cái này nữa nha. Kéo nè. Ủa, khá cứng rồi. Rồi, giờ mình sẽ gắn lên ha. Rồi, đó, coi như là mình đã gắn xong cái cây mực màu đen lên thế này. Mình thấy là có hai nút siêu rồi, nắp siêu rồi, dây kéo siêu nữa. Nhìn thì nó làm kiểu như đơn giản hóa nhất có thể luôn. Gắn vô đóng coi coi nó nhận hay không ha. Đó,
Sau khi là mình đã gắn cái cây mực vô thì cái máy mình bắt đầu nó chạy khởi động, coi coi cái cây mực này có phù hợp không nè. Hy vọng là được ha. Đây là lần đầu tiên mình thay mực, không biết là chạy có ổn hay không. Có lẽ là quá trình chạy lần đầu thì cái máy nó sẽ vận hành mà hơi lâu á, đi xong thì cái máy âm thanh nó sẽ dừng lại á. Rồi bây giờ mình sẽ in thử ha. Cái máy in của mình nó đang báo lỗi là mình đang hết màu xanh và màu vàng ha. Rồi vậy là mình thấy là in hoàn toàn bình thường, rất là ok ha. Cây mực này có vẻ là ổn đấy. Đây này, mình kiểm tra được là cây mực này đã được test là 100%, rất là ổn. Chỉ có cái màu xanh và màu yellow của mình sắp hết nên còn khoảng là 10%. Màu hồng của mình giống như màu tím gì đó, còn 30% thôi. Thì sắp tới mình sẽ mua một cái cây mực loại này luôn. Cái giá thành khá hợp lý, vì là theo góc độ mình là ổn. Rồi về video tới đây mình coi như thay cây mực và in thử coi cây mực này chạy thế nào. Và tới đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người nha.